Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, đoàn Chư Tăng và Phật tử Chùa Quán Âm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, do Đại Đức Thích Tâm Trí, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bình Thuận, trưởng Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Tánh Linh, làm trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình từ thiện, trao tặng hơn 1.000 phần quà, hỗ trợ cho bà con vùng lũ lụt tại các tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An. Tại mỗi điểm đến, đoàn được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương. Tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, đoàn đã trao tặng 300 phần quà. Tại Huế, đoàn đã hỗ trợ hơn 100 phần quà. Tiếp đến, đoàn đã hỗ trợ 55 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ và trao tặng hơn 600 phần quà cho bà con dân tộc thiểu số tại huyện Kỳ Sơn, Thanh Hóa. Tại Nghệ An, đoàn cũng đã trao tặng hơn 350 phần quà. Các phần quà bao gồm nhu yếu phẩm, gạo, mì gói áo ấm, nón len và một số tiền mặt hỗ trợ bà con đang khó khăn trong bão lũ. Được biết tổng kinh phí cho chuyến từ thiện hỗ trợ các tỉnh miền Trung bão lũ lần này hơn 1 tỷ đồng từ sự đóng góp của chư tăng bổn tự, chư vị Phật tử mạnh thường quân gần xa.